Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Rồi, thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ nói về các cái chỉ số IV và EV nha các bạn ơi. Thì về những cái chỉ số IV á, là những chỉ số mà chúng ta không có thể mà thay đổi được. Đó, ví dụ như là cái em Django của mình đi. Đây chính là chỉ số IV của em. Chúng ta có thể thay đổi được chỉ trong trận chiến thôi, bằng cách sử dụng những cái silver bottle cap và gold bottle cap nha các bạn ơi. Đó, đối với silver bottle cap á, là chúng ta chỉ tăng maximum một cái chỉ số IV, nhưng mà có tác dụng khi mà Pokemon vào trận chiến thôi nha. Đó, còn với cái gold bottle cap thì chúng ta có thể tăng full hết 6 cái chỉ số IV cho Pokemon của chúng ta luôn. Thì các cái chỉ số IV nó bao gồm cái gì? Bao gồm máu nè, tấn công, phòng thủ, tấn công đặc biệt, phòng thủ đặc biệt và tốc độ. Đó, thì ngoài ra chúng ta cũng có thể luyện cái chỉ số này bằng cách luyện chỉ số EV, đó chính là EVS này nè các bạn ơi. Đó, đây là các chỉ số của Django của mình. Thì maximum nó sẽ là 510. Đó, đó là con số max nha các bạn ơi. Rồi, ở đây thì mình sẽ tiến hành nói về các cái phương thức mà chúng ta có thể luyện EV nha. Đầu tiên thì chúng ta có thể tăng 10 chỉ số một lần bằng cách sử dụng thuốc. Thuốc ở đây nó bao gồm 6 loại. Đó, tương ứng với lại 6 chỉ số của chúng ta. Ở đây thì mình mới có mấy loại à. Để mình coi thử đây. Đây, HP up nè, nó sẽ tăng máu nè. Protein, nó sẽ tăng tấn công. Tiếp theo là Iron sẽ tăng phòng thủ. Calcium sẽ tăng tấn công đặc biệt. Zinc sẽ tăng phòng thủ đặc biệt. Và cuối cùng là Carbos sẽ tăng tốc độ. Đó, mỗi cái loại này nó sẽ tăng 10 chỉ số EV một lần. Ngoài ra chúng ta cũng có thể luyện bằng cách sử dụng những cái khăn này nè các bạn ơi. Power Way là dùng để luyện chỉ số máu. Tiếp theo là Power Bracer, Power Pail, Power Plant, Power Band và Power Anklet. Mình hên là mình có một cái Power Anklet nè. Cái này á thì mình chú tâm luyện speed cho Pokemon hơn. Tại vì khi mà speed của chúng ta cao á, cái tốc độ ra đòn nó sẽ rất là nhanh luôn các bạn ạ. Rồi, thì ngoài ra nếu mà các bạn luyện dư cái chỉ số EV thì có cách nào để các bạn giảm chỉ số đó không? Thì chúng ta có một cách, đó chính là sử dụng những cái trái berry nha. Đó, thì berry nó cũng có mấy loại thôi. Để mình search cho các bạn coi. Berry đây. Chúng ta sẽ có pomade berry. Pomade là nó sẽ giảm. Đây, nó sẽ giảm các cái chỉ số về máu nè. Tiếp theo là keep size, giảm chỉ số về tấn công. Hollot, giảm chỉ số phòng thủ. Honeydew, giảm chỉ số tấn công đặc biệt. Reaper, giảm chỉ số phòng thủ đặc biệt. Và cuối cùng là Tamato, dùng để giảm chỉ số tốc độ đặc biệt. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đeo cái Power Anklet này. Mình nghĩ là mình sẽ luyện cho Django đi ha. Mình đang cần tốc độ của Django nó cao hơn. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra coi điểm EVS của Django hiện tại đang là bao nhiêu nha. Đây, speed nó đang là 7 nha các bạn ơi. Khi mà đeo cái Power Anklet vào và chúng ta luyện một cái em Pokemon nào đó bất kỳ đi thì nó sẽ tăng bao nhiêu? À, có luôn. Thử một cái luôn nè các bạn ơi. Ui chà, quá đã luôn. Đây, từ 7 mà nó tăng lên 18 chỉ số hả? Là 25. Wow, cái này luyện căng vậy. Để mình coi cái em mèo nó sẽ tăng chỉ số nào nha các bạn ơi. À các bạn ơi, em mèo này á tăng một chỉ số tốc độ thôi. Tức là 1 cộng với lại 8 thì nó sẽ ra 9. 9 x 2 18. 18 cộng 7 là 25. À là đúng rồi đó các bạn ạ. Ồ, hay nha. Rồi, tiếp theo là tới Sentret. Chúng ta thử coi. Sentret thì nó không có chỉ số tốc độ. Thì lần này mình nghĩ nó sẽ tăng thêm là 16 chỉ số nữa. Đó, 25 với 16 là 41. Rồi, ở đây mình sẽ cố gắng mình luyện thật là nhiều cái chỉ số tốc độ trước cho em Django nha. Đầu tiên để mình qua mình xử đẹp cái em boss này cái đã. Đây là một em Ampharos nha các bạn ạ. Rồi, cứ xài Recipe Blade thôi. Ampharos với tôi.
Wow, câu máu một khúc luôn. Ta nói từ khi có Raoden hả, đánh mấy em Ampharos này rất là đã luôn các bạn ơi. Rồi, lần này thì rảnh của tối không? Sao chưa hụt hả? Bà, rảnh cứu tỏi nha. Trời ơi, tôi sợ rau đinh hẹo luôn á. Wow, em này em rớt nhiều đồ cho mình quá các bạn ơi. Còn có cả Red Candy nữa. Ngon lành cành đào luôn á chứ. Trời nó cũng chập tối luôn rồi. À, có một em Bido ở đây. Để mình luyện luôn với Zangu nha. Chúng ta sẽ cố gắng luyện cho chỉ số của em Zangu này maximum cái đã. Các bạn kiểm tra trước coi. Hiện tại speed của Zangu là 143 nha. À, tính đi đâu? Rồi, 143 đúng không? Chúng ta cùng kiểm tra lại coi. Ồ, lên được 145 rồi nè. À, nó tăng được bao nhiêu? Tăng được thêm 16 nữa. Mình sẽ luyện hết luôn nha. Đây là một em Perugly hả? Em này mình chưa có. Chưa có thì sẵn bắt luôn nha các bạn ơi. Perugly. Thành công. Em Pokemon đầu tiên mà mình bắt nha. Ôi, em Sentret này mình cũng chưa có luôn. Thôi bắt luôn các bạn ơi. Đợi gì nữa? Nespawn ra trận. Sẵn thì mình sẽ bắt hết tất cả Pokemon tại cái địa hình này luôn nha. Qua địa hình nào là mình bắt hết địa hình đó luôn. Ôi, một em Venonat nè. Nên mình cũng chưa có luôn. Lậm luôn bằng Whipball thôi nào. Venonat. À, như thế nào đây? Thành công luôn. Ui, Zangu lên được cấp 67 luôn rồi nè. Speed em chắc cũng lên. Wow, 164. Cao thế. Cao vãi luôn các bạn ạ. Ok. Em Rattata, em này mình cũng chưa có luôn. Thôi thì chưa có, mình sẽ bắt bằng Nespawn thôi. Thành công dễ dàng. Bên này có một em Forest. Ủa, tính ra em Forest này mình cũng chưa có luôn hả? Mình tưởng cái số Pokeball mình thu phục nó sẽ rất là nhiều chứ. Nhưng mà coi bộ nó vẫn còn rất là ít đây. Whipball. Và thành công nha. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi. Hiện tại mình đã đạt được 10% Pokédex nè. Chúng ta đã bắt được 100 em Pokémon khác nhau. Wow, một kỷ lục đó các bạn ơi. Hello. Ê, một em Teridosa. Em này thì mình bắt trong tập trước rồi. Ê, mình thấy một em gì đây? Em này là boss hả? Em này là hút hút anh em ạ. Hút hút. Thiêu cháy em luôn. Một em boss nha. Em này trâu vậy. Sacrifice thử coi. Ôi, chiêu lửa thánh nó cũng không ăn thua luôn rồi. Kiểu này chắc mình phải cho Zacian ra trận đi ha. Zacian. Nhìn form của Zacian đẹp quá các bạn ơi. Behemoth Blade đi. Trời ơi, dành cứu tởi ngay. Em này cho mình thêm Raikou nữa. Quá đã luôn. Tính ra đánh bại những em Pokemon như thế này chúng ta lại có được khá là nhiều đồ đó ha. Để mình làm một ổ bánh mì đi. Bên đây có mấy Pokemon gì đây? Đây là Rattata Galarian hả? Hình như cái dạng Galarian thì mình chưa bắt nè. Bắt luôn các bạn ơi. Không biết bắt Pokemon mà cái dạng khác á, thì nó có tăng luôn cái phần trăm của Pokédex không ta? Để mình kiểm tra thử coi. Có vẻ nó không tăng. Chúng ta sẽ thử rồi. Rattata. Đây là em Rattata Alolan anh em ạ. À, không phải là Rattata Galarian. Trời ơi.
Ôi em này có khá là nhiều màu luôn. Một em phân ghét em này mình cũng chưa có luôn nè. Bắt luôn thôi. Là một cây nấm nè anh em. Wow, cây nấm hình quả Pokeball. Nhìn rất là cute for my wear luôn. Ôi, với quả Whitball thì bắt rất là dễ dàng ha. Một em Claymew. Em này mình cũng chưa có luôn thì phải. Claymew. Bắt luôn thôi nào. À, em này hình như là cấp 1 của cái em Porygon mà hồi nãy mình có bắt rồi đó. Thành công luôn. Wow, xịn sói chứ. Chúng ta vừa được cái thành tựu gì đó anh em ạ. Yêu 10% Pokédex. Nhưng phải bắt đủ số lượng thì nó mới coi như là thành công á. Ôi, chết rồi. Tự nhiên bị rớt xuống đây. Bên... Ui, cái em gì em kêu vậy? À đây, Venipede. Trời ơi, em kêu mình giật mình á. Nespawn thôi. Mấy em mà cấp dưới 25 là mình xài Nespawn hết. Đó. Chúng ta xài đa dạng cái loại bon lên rồi. Ui, em Parrot này mình cũng chưa có luôn. Thôi, bắt sạch nha. Tôi càng quét cái địa hình này luôn. Trời sắp sáng gì vậy ta? Mình canh trời gần sáng mà đi ngủ một phát. Ô, Tapu Lele spawn anh em ạ. À. Ồ, Grand Forest. Ồ. À, Tapu Lili, đây 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 đây. Ở trước mắt để mình đi ngủ một cái. Wow. Chưa gì đầu tập đã gặp một em Tapu rồi nè. Xịn đấy. Tapu Lili. Rồi, chúng ta sẽ thử bằng Whitbon luôn coi. Wow, lâu quá mới gặp các em Tapu nha. Whitbon không thành công. Chà, hôm nay em cống máu mình khá là đau đó các anh em ạ. À. Biết nghĩ là mình nên kiểm tra coi em Pokemon nào sẽ đánh em Tapu Lili này ít máu nhất nha. Ta có thể sử dụng chiêu hệ bóng tối. Hệ rồng được không? Hệ rồng thì không có nhân hai sát thương. Hệ bóng tối, hệ ma, hệ bọ là những chiêu mà nhân hai sát thương ha. Mình xài thử chiêu Flamethrower này thử coi. Ủa, gớm ghê. Ây da, ghê gớm đấy anh em à. Từ từ nha. Quả Tapu này hơi căng. Vậy thì để mình hồi máu lại cho em Zangu coi. Rồi chú Diễm. Zangu vừa vào trận là em quánh xanh mặt luôn. Trời ơi, này xài sát thương cao thế. Để mình đổi qua Zangu thử nha. Zangu thì mình nên xài chiêu gì đây? Con sweep thử phát coi. À, đây rồi. Vậy là có thể dùng 3 lần spawn sweep anh em ạ. À. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta nên hồi lại máu đi. Phải chắc cứu mới được. Ê, hồi lại máu cho Zangu. Mình phải tăng máu rồi. Chắc chắn là phải tăng máu anh em ạ. À. Công nhận em Tapu Lili này đánh đau thiệt ha. Đó, bạn coi kìa. Đánh vầy đó sao nói. Rồi, lại phun máu đi. Rồi. Đánh, đánh tiếp. On sweep phát nữa đi. Lại hồi lại máu nữa. Trời ơi, trời ơi, đánh càng ngày càng đau nha. Đẩy em Zangu của tôi lọt xuống dưới luôn rồi. Chơi gì kỳ vậy? Ôi, bình tĩnh thôi anh ơi. Mình phải hồi lại máu liên tục anh em ạ. À.
chứ không là hẹo luôn cả Zangu đó. Đây, phone sweep. Xuống còn một máu chưa? Ui, chưa anh em ơi. Vẫn còn khá là trâu. Ngồi lấy máu cho Zangu nè. Rồi, tờ này chúng ta sẽ phone sweep phát cuối nào. Hay quá, phone sweep phát cuối thôi. Trời ơi. Đấy rồi. Phone sweep. Trời ơi, Zangu bị confusion nên là không có phone sweep được, vãi chưởng thật. Mày cứ chơi bút xấu cho tôi đi nha. Rồi, lần này để mình sử dụng lại chiêu phone sweep một lần nữa. Ui, bị confused nhưng mà không sao. Lần này thì đổi qua Zacian để làm tăng cơ nha các bạn ơi. À, Zacian mình ở trên luôn rồi. Hay quá. Ui. Em xài chiêu rất là đau nha. Ok, mình sẽ bắt bằng Thunderbolt vậy. Ừ. Dùng Thunderbolt đi các bạn ơi. Trời chắc cú. Ơi, quả đầu tiên không được ha. Ok, không được thì thôi, chúng ta cứ spam từ từ vậy. Quả Thunderbolt thứ hai. Cỡ lên nào. Ơ, nó chậm nè. Ôi, nó chỉ chậm thôi anh em ơi. Rồi, chúng ta lại tiếp tục. Quả thứ ba. À, từ từ bình tĩnh thôi các bạn ơi. Wow, em liên tục boost xấu cho Zacian của mình ha. Quả thứ tư nào. Cố lên, mình đang có tầm 200 quả Thunderbolt lận, là cứ thoải mái thôi. Ôi cha, ôi cha, ôi cha, sát thương đau quá vậy. Từ từ nha, vậy thì chúng ta phải hồi lại máu thôi. Em này căng thẳng quá các bạn ơi. Rồi, vẫn tiếp tục là Thunderbolt thôi. Wow, chưa được nè. Căng quá nha. Thunderbolt tiếp tục. Hình như mới quả thứ 6 thì phải. Ơ? Ơi, nó chậm thôi anh em ơi, không được. Quả thứ 7 thì sao? Khi nào mà tới tầm 11 quả thì may ra cơ hội nó sẽ tăng rất là cao đó. Cái em nào nó kêu vậy ta? Thunderbolt tiếp tục nha. Chưa được luôn. Trời ơi, căng thế. Rồi, thêm một quả nữa đi. Sau lần này thì mình sẽ tiến hành hồi lại máu cho Zacian nha. Mình thấy em nguy cơ hẹo quá. Đó, các bạn coi gờ đánh đau chưa. Ê chà, cậu máu tôi hơi đào đó nha. Mình có đem cả Super Poison mà, nên là cứ hồi máu thoải mái. Rồi, mình nghĩ là số lượng máu như vậy là đủ rồi. Giờ tiếp tục spam Thunderbolt nữa thôi. Cố lên nào. Khó đấy. Bắt những em như thế này thì chúng ta phải cần kiên nhẫn nha các bạn ơi. Không kiên nhẫn là không được. Ơ,
Và yes, trời ơi, quá đã luôn rồi. Tôi thấy nó chậm chậm là tôi cũng nghi nghi nó rồi. Ai ngờ nó thành công luôn ạ. Ok, từ từ nha, để mình đi thu phục một cái em Pokemon nữa đi. Em này là Whirlipid. Em này em kêu nãy giờ đúng không? Trời ơi, đang bắt mà làm tôi mất tập trung không à. Yeah, quá đã luôn rồi. Whirlipid, trời ơi, thành công ngay, đơn giản ấy mà. Đây, chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi Tabulili nào. Wow, một em Tabulili. Em này thì bị giảm speed rồi. Hơi xui luôn. Máu còn đốt một máu. Ui. Em này bay được hả? Hả? Bây giờ mình mới biết đó các bạn ơi. Ủa, em này bay được ạ. Wow, xịn nha. Mới ạ. Và em này thì có được một chiêu là Extra Sensory. Rồi, ngon lành luôn, tạm cất vào trong này vậy. Phía bên này mình thấy, ôi, biết rồi, quên lôi em Glacier ra. Bên này mình thấy có em Elite Strike nè, em này không biết mình có chưa nữa. Chưa có thì phải bắt thôi chứ sao giờ. Elite Strike cấp 25. Lần này thì xài xài cái quả Nespawn không có lợi rồi. Chúng ta thử qua Liverpool thử nha các bạn ơi. Liverpool. Và thành công. Đó, ít ra nó cũng phải vậy chứ. Trời ơi, chơi gì kỳ vậy? Thấy máu thấp rồi bắt đầu bỏ chạy anh em ạ. Ê, chơi bậy nha. Chơi này là không có đẹp nghe chưa. Racy by Blade. Vậy thì mình có thể đổi chiêu ít quét đi. Đó, không cho tôi xài chiêu kia. Cái gì hoài vậy ta? Ít quét một phát nè. Đó, critical sát thương luôn rồi. Và ít quét phát nữa. Đấy rồi, ít chạy nghe chưa. Wow, đốt cho mình một cái Magnetite 8 mega và Zapplake. Đá qua set. Ui, thêm một em Zangu ở đây nữa. Bên này có thêm một em Electabuzz nữa. Electabuzz mình chưa có hả? Bắt thôi nào. Wow, Electabuzz. Ê, Whitburn có vẻ thành công nè. Trời ơi, đơn giản luôn. Wow, có em Subbed. Mình cũng chưa có luôn. Em này thì cấp thấp hơn 25 nè. Có thể bắt được nha các bạn ơi. Cố lên nào, cố lên nào. Subbed. Và thành công nha. Ngon lành canh đao luôn. Mình kiểm tra coi điểm EV của em Zangu của mình. Ui, speed của nó đã maximum rồi, 252 rồi. 252 rồi anh em ạ. Để mình thử mình... Ây da, nhầm rồi. Để mình thử mình thách đấu em sub bet này coi nó có tăng điểm EV nữa hay không. À, không xài chiêu hệ thường được, xài chiêu hệ khác thôi. Gì đâu mà căng. Rồi, chúng ta confirm là 252 điểm là maximum luôn rồi nha các bạn ơi. Ui, Zorua. Mình chưa có em này. Ngon. Mình mới có Zorot thôi. Wow, siêu cô tê luôn. Zorua. Ui, như trời sắp sáng rồi vậy. Vậy thì mình phone sweep em đi. Bắt thử bằng Liverpool thử coi. Whitbon mà không thành công luôn hả? Vô lý vậy ta.
Liverpool và thành công nha. Đây rồi, một cái vương miện. Vương miện này bán 50.000 nữa các bạn ạ. Ngon lành canh đào luôn. Vào gặp một cái vương miện nữa thì ngon. Giống mình đi rồi nhờ. Chưa đi anh em à. Đây một cái vương miện nữa. Ui cái này bán được tiền nhiều lắm á. Chúng ta đang có 30.000 hả? Được được. Được phết. Mình thấy một em Pokemon sâu. Đâu rồi? Hình như nó ở trên thì phải. Ê dưới đây có gì đây? Ném tí là tôi bị dính bẫy rồi đó. Tổ ong anh em ạ. À. À một em Hellsround. Hellsround hả? Bắt luôn. Em nào chưa có là tôi lượm hết nha. Chủ trương là mỗi ngày chúng ta được tầm 5% Pokédex là quá đẹp. Có hơi cao quá không ta? Và thành công nha. Để mình coi thử nãy giờ chúng ta được bao nhiêu rồi. Wow, 11% Pokédex hả? Cũng chưa cao lắm anh em nhỉ. Đó, một em gì đây? Đây là Herdier. Bắt luôn. Whitbon thôi. Cái này mình chưa có các bạn ạ. Tình cờ gặp em ở đây. Thôi thì thu phục em luôn vậy. Ui. Ê à. Được đấy nhờ. Để mình thử Liverpool xem như thế nào đây. Và Liverpool. À thành công ngay. Ngón lành canh đào liền. Đây là Chikorita. Trời ơi. Lâu quá rồi mới gặp lại mấy em này đó. Whitbon thử coi nha. Những em Pokemon khởi đầu anh em ơi. Và Whitbon. Ồ không thành công. Các bạn thấy vô. Khắc khắc nghiệt chưa. Rồi không thành công thì tôi qua Nespon vậy. Quá, wow, Nespon. Trời ơi, sao mà thoát tôi được. Pokemon hệ điện hả? Thôi, tiễn vong luôn. Này là von tóc thì phải. Ớt quét em thôi. Ôi ôi, một hit dãnh củ tỏi đây. Bắt luôn bằng Liverpool nào. Ôi không được, xui. À, giờ đây có một em gì đây? Ồ, đây là Makuhita. Wow, cô te vậy. Whitbon thôi nào các bạn ơi. À, mình thấy có NPC kia có nhiệm vụ kìa. Ồ, thành công luôn nha. Em A4 này mình chưa có luôn hả? Chưa có bắt luôn nha các bạn. Đợi chơi vậy nữa. Ồ, chưa được. Chưa được hả? Vậy thử bằng Dustbon thử coi. Trời nó vừa tối nè. Dustbon là đẹp luôn á. Ôi chưa được. Thôi tôi không cố chấp nữa. Tôi đổi qua Zangu vậy. Trời ơi, chưa gì đã bị phun độc rồi. On sweep cái coi. Giỡn với tôi hả? On sweep phát nữa nè. Đây rồi, chỉ còn một máu thôi bạn ơi. Dustbone thử coi. Với cái độ cao này thì Dustbone nó vẫn ok chứ nhờ.
công. Đó, nó phải là như vậy. Rồi, shopkeeper này bán cái gì đây? Trời ơi, bánh bóng mà cũng không ngon lắm. Để tôi lấy hai cái vương miện ra coi bán được nhiêu á. Hai cái mỗi cái 50 anh em ạ. Trời ơi, các bạn nhìn tiền của mình kìa. Rồi, sẵn thì chắc mình cũng sẽ đi dọn dẹp lại cái ba lô của mình luôn nha. Sao mình nghe một em Hitmonchan. Hitmonchan xuất hiện như thế này luôn á. Wow, xịn sò con bò nha. Mình đang tiến hành dọn đồ anh em ạ. Mà không ngờ có cả Hitmonchan em spawn như này luôn. Quá đã. Và Whipple thành công nha. Trời ơi. Và như đồ đạc thì chúng ta cũng đã dọn sắp xong rồi. Sao có cái gì nó phát sáng ở phía bên này vậy? Wow, một cái đen hả? Đây làm gì đây? Tối âm hả? Đít to đây mà, đít to. Vậy đen 5 sao. Wow, đít to 5 sao luôn. Đỉnh cao đấy. Ui da, em có máu trao lên của mình kìa. Đau chưa? Trời ơi. Gọi em biến thành Raiden luôn. Vãi chưởng anh em ạ. Trời ơi. Căng ấy chứ. Recipe by Blade em một phát coi. Ui, ui. Đạm rất là to luôn. Hơi mệt đó. Đây rồi. Tôi đã quay trở lại nghe chưa? Recipe Blade một phát nữa nè. Không ăn thua ta. Ê, dánh cứu tới nè. Trời ơi. Em này rớt cho mình một cái Ray Candy. Chúng ta nên bắt em bằng Dustborn thử coi. Được không? Đen 5 sao luôn anh em ạ. Ủa, trời ơi, không được. Mình bị hụt cái em đít to này mấy lần rồi đó. 3 lần rồi. Ok đó nhỏ. Chắc mình xài Whipple đi ha. 9 em nữa thôi là chúng ta sẽ lên được 13% Pokédex rồi nha các bạn ơi. Cố lên nào. Phải đạt mục tiêu mỗi tập 5% Pokédex mới được. Vậy thì nó hơi bị nhanh quá đúng không? Rồi, để mình bay ra ngoài cái thuyền này coi thử nó có cái gì hot không nha. Có Old Fisherman ở đây. À, hay nha, đây là một cái thuyền câu cá đây mà. Old Fisherman. Giờ thì mình chỉ cần Old Fisherman đi đánh giá cái cần câu xịn thôi. Cái Super Rod á. Còn lại là hai cái loại còn câu như là Good Rod và Old Rod là mình đã có rồi. Có cái dạng cao cấp nhất của nó luôn rồi. Rồi, để mình quay qua bên này coi thử coi. Có vẻ như là một ngôi làng. Wow, trên đây kiến trúc nó lạ vậy. Phải ngôi làng không? Không biết nữa, mình thấy có cái rương ở đây. Ủa, cái gì đây? Pre-teaser map. Lại là kho báu này nữa hả? Kho báu này hôm trước đào có ra cái gì đâu. Hay là chúng ta thử luôn không? À, nó cũng chỉ tới cái chỗ khá là gần đây các bạn ạ. Để mình đi khám phá những cái nơi xung quanh thử nha. Để chắc ăn thì mình đã tạo sẵn một cái cúp bằng sắt rồi. Mình nghĩ là kho báu á, nó sẽ... Ôi, một em cá trê hả? Cái gì to quá vậy? Như là cá ở khu vực Amazon vậy á các anh em ạ. To kinh khủng luôn. Mình nghĩ là cái kho báu nó cũng nằm không có xa lắm đâu. Trước tiên để mình coi lại coi. Cái nào nó lừa đảo mình đúng không nhờ. Cái độ sâu á mình nghĩ là tầm 55 độ lên. Nên là mình nghĩ là mình sẽ đào quanh cái khu vực này luôn đi ha. Chắc cú các anh em ạ. Ui ôi. À, thấy chưa? Ủa, kho báu dữ chưa? Trời ơi,
có báo gì mà cái vậy, trời ơi giống lừa quá nha. Rồi hồi nãy là bữa phía bên này đúng không? Dạ, mình nghĩ là đào từ cái độ sâu 55 này đi. Khó thấy nhỉ. Bên đây là cái gì ạ? Sắt hả? Wow, nói sắt sao nhiều vậy? Ngon lành nha. Là quý cái khu vực này mà cũng không có nữa. Ồ, đây cái gì đây? Ồ, đây là kho báu thật nè. À, chúng ta có được Heart of the Sea, trái tim của biển ở đây mà. À, thì ra đây mới là kho báu của Minecraft hả? Ui, từ cái phiên bản cập nhật này thì mình mới biết đấy. Ui, nó có cả Platinum nè, Silver cho mình luôn. Heart of the Sea, trái tim của biển. Cái này dùng để làm cái gì vậy ta? Ai biết nhớ comment cho mình nha. Mình là thua đó. Phía bên đây sẵn có một cái tòa tháp. Ồ, và cái này cái gì đây? Ồ, cái kiến trúc gì đây ta? Hình như mấy kiến trúc này mình đi luôn rồi thì phải. Hello. À, em rùa cây anh em ạ. Lâu quá mới gặp lại mấy em này nè. Solo luôn. Trời, rùa cây. Đây là Grotto nha các bạn. Sacrifice em thôi. Vui rảnh hả? Đâu đấy. Và dẫn của tỏi ngay. Xài ơi. Em này thì chắc xài Ultra Ball đi ha. Mình cầm bóng nhiều quá. Không biết chọn quả nào luôn á. Ui và Ultra Ball. Anh cống nè, ngon lành luôn. Sáng mình qua cái tòa tháp này để mình học chiêu lại cho em Tabu Lily vừa bắt coi. Bộ kỹ năng của Tabu Lily em có Nature Magnet. Chiêu này là không thể thay thế nè. Ngoài ra thì chúng ta nên học chiêu Side Shot. Side Shot hả? Đây, Side Shot học luôn. Side Shot Nature Magnet. Tiếp theo là chiêu Confusion. Fusion hoặc là Astonic cũng được. Cái chiêu mình học Confusion cho em đi ha. Này thì khỏi bắt đi. Em cá trê to thế. Đây là Dondozo. To vãi chưởng anh em ạ. Nãy mình thấy em này nè. Trời ơi, nhìn nó kìa. Sợ vãi chưởng á. Bắt thành công luôn nha. Ui, mình thấy một cái Poké Chest nè. Trời, chúng ta được thêm đồ nữa. Ngon lành kinh đâu. Thôi đi về nhà thôi. Cái này có một cái Poké Stop hả? Hello, có gì không? Có thịt nè, lấy thịt luôn. Ui, bên kia có một em Swampert hả? À, cũng được đồ đấy. Ui, chúng ta được thêm Nestball nè. Ngon lành. Sonic của mình có học phải lá không? Ui, không học phải lá rồi. Đang đấy. Rồi, thử nào các bạn ơi. Megahorn một phát coi. Chà. Hả? Ôi, dẫn của tổ luôn Sonic của mình rồi. Căng hết. Quát một phát coi. Cố lên. Cái chiêu Strat này á thì mình nó sẽ xài 3 lần liên tục các bạn ơi. Là chúng ta sẽ không cần bấm chiêu nữa. Đó,
nó tự xài luôn đó. Ủa, nghe nghe nói 3 lần liên tục mà. Ý kiểu cha cha. Trời ơi. Ôi. Lát chưa đi lên đường rồi các bạn ạ. À. Hệ đất với hệ nước đúng không? Hệ đất á, thì chúng ta có thể xài hệ hệ giác đấu thôi coi. Có tác dụng nè. À, được 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 được. Ôi ôi. Speed em cao hơn mình á. Cần ấy. Rồi lại máu đi. Thử coi. Những lúc như thế này chúng ta nên bình tĩnh anh em ơi. Bình tĩnh để mà đi hồi máu thôi. Chứ không có nôn nóng được. Ồ, bạn thấy không, quánh đau chưa? Ướm chưa? Tiếp tục hồi lại máu thôi. Vô căng. À, tên này có thể hồi lại được full máu được nè. Rồi, ok. Giờ thì mình sẽ tiễn dòng ẻm đi luôn nè. Ủa. Chưa đau lắm. Vẫn còn 29% máu anh em ơi. Ơi khoai đó. Đây rồi. Em nghĩ sát thương như vậy thì rất là tiện lợi cho chúng ta luôn. Rồi. Một tên nữa. Ok. Tên này chúng ta có thể hồi được lượng máu. Cho nó dồi dào một tí nè. Đó. Ok. Tiếp tục 20 am em nha. Ui xém hẹo. Em cũng xém hẹo luôn. Căng đấy. Gọi lại cho Crowding thôi. Ui cũng hai máu. Giống hẹo luôn vậy. Ôi trời sắp tối luôn rồi. Ôi dãnh của tội Crowding của mình rồi. Để mình cho em Zacian ra trận đi. Sacred Sword nè. Đấy rồi. Trời ơi. Cuối cùng cũng đã đánh bại Swampert. Và chúng ta thêm cái XP share nữa anh em ơi. Quá đã luôn. XP share. Mình sẽ share cho em này đi. Đó. Rồi. Hình như mình đang đứng tại một cái rác kim thì phải. Thì hiện tại cái năng lực của chúng ta chưa đi thách đấu rác kim được đâu. Phải luyện bối mon cấp nó cao cao lên tí nữa thì mới được đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã chia sẻ đến cho các bạn các thông tin về điểm IV, điểm EV của Pokemon và cách luyện tập điểm EV nha. Ngoài ra thì mình cũng đã rất là may mắn luôn khi mà thu phục thành công em Tabu Lily rồi nha. Nếu các bạn thích video lần này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye!